cô nàng xinh đẹp tên Lisa này vừa bước chân đến trường, đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Thế mà cô lại độc thân trong 28 năm qua. Không dễ gì để cô tìm được một người chồng như ý, thế mà anh ta lại bỏ trốn trong đám cưới. Lisa không cam tâm tình nguyện mà đuổi theo anh ta, không ngờ lại bị vấp ngã mà nhào vào lòng của Ali. Ali nhìn cô chăm chú, hóa ra lúc còn học đại học, anh đã tỏ tình với cô, nhưng cô không thích vì anh vừa lùn vừa nghèo. Lisa đã từ chối anh trước mặt rất nhiều sinh viên trong trường. Điều này khiến Ali tổn thương sâu sắc. Bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, Lisa cũng không nhận ra anh nữa. Cô trách anh không có mắt hay sao mà đâm vào người khác. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn không có chút gì thay đổi, tính cách cô ta vẫn khó chịu như ngày nào. Bạn thân của Lisa khuyên cô đến tìm một bà đồng, bà nói ấn đường của cô đã bị đen. Chỉ có người đàn ông tên là Tariq mới giúp cô thoát khỏi số phận. Lisa vốn không tin những thứ mê tín dị đoan, nhưng bạn thân cô lại nói hãy cứ thử xem sao. Bọn họ tìm thử và thấy có người đàn ông tên Tariq sắp xuất hiện ở nhà hàng này. Thế là bọn họ quyết định ở đó chờ định mệnh của Lisa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lisa và Ali lại va vào nhau một lần nữa. Cô chế nhạo anh, nói anh là đầu bếp mà sao không ở trong bếp nấu ăn đi, còn chạy ra đây làm gì. Anh không quan tâm đến điều đó, anh còn vui vẻ chúc cô có một đám cưới hạnh phúc, nhưng lại không biết rằng hôm đó chú rể đã bỏ trốn. Lisa mang theo tâm trạng không vui mà trở về bàn ăn cùng bạn. Cô thấy tiếc thay cho chủ nhà hàng này, đúng là xui tận mạng mới có một người đầu bếp như Ali. Không ngờ một giây sau cô lại cảm thấy mình như là vừa mới tự vả vào mặt mình. Ali chính là ông chủ của nhà hàng này. Mẹ anh nói cảm ơn với những người khách đã có mặt tại nhà hàng trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ nhà hàng của Tariq Ali, con trai tôi. Lisa rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ trước đây anh vừa lùn vừa nghèo như vậy, mà giờ lại trở thành một anh chàng đẹp trai giàu có. Sau đó cô tìm gặp Ali, hy vọng anh tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của mình. Nhưng anh không muốn đề cập đến chuyện này. Cô lại nói nếu anh không tha thứ cho mình thì cuộc đời sau này của cô sẽ rất khốn khổ. Điều này khiến anh cho rằng cô vẫn ích kỷ như ngày xưa và tức giận bỏ đi. Lisa định từ bỏ nhưng bạn thân cô lại cổ vũ cô. Nếu như cô không nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng tình yêu, thì cô chỉ biết chăm lo cho cái dạ dày của mình thôi. Cứ vậy cô sẽ thành người béo phì mất. Tớ không muốn mình bị béo phì đâu. Thế là cô lại tìm đến nhà hàng của Ali, nhưng Ali lại không muốn gặp cô. Lisa lại không quan tâm đến danh dự và thân phận của mình, lại chui xuống gầm bàn để tìm cách gặp anh, vì không muốn liên lụy đến khách hàng của mình. Ali cuối cùng cũng chịu gặp cô. Ra ngoài ngay. Lisa cố tình uống rượu say để mong có được sự tha thứ của Ali, đến mức chân cô đứng không vững và ngã vào lòng Ali. Anh muốn đưa cô về nhà, nhưng còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà cô đã ngủ gục mất rồi. Anh đành phải đưa cô về nhà mình. Hôm sau Lisa tỉnh dậy, bởi vì cô không được Ali tha thứ, đã lại cười nhạo dáng vẻ trước đây khi anh vẫn còn theo đuổi mình hồi học đại học. Anh tức giận đuổi cô ra ngoài, cuối cùng cô mới nhận ra tội lỗi của mình, liền chân thành xin lỗi anh và tâm sự nỗi lòng của mình với anh. Sau khi làm tổn thương Ali, cuộc sống của cô không hề được suôn sẻ. Thậm chí cả chồng chưa cưới cũng bỏ chạy trong đám cưới của mình. Cô thật tâm mong được Ali tha thứ cho lỗi lầm của mình. Nghe cô nói vậy, anh cũng có chút mềm lòng, thế là anh đồng ý tha lỗi cho Lisa. Tôi có một điều kiện, anh muốn gì? Anh thích em. Cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi cũng không bao giờ thích anh đâu. Cô nàng hoa khôi của trường đã lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của anh chàng xấu trai. Nhưng sau đó chuyện tình cảm của cô liên tục bị đứt gánh giữa đường, cứ như bị nguyền rủa vậy. Hễ cô cứ thích ai là người đó lại có vấn đề. Cô không dễ gì mới tìm được một chàng trai vừa ý, thế mà anh lại bỏ chạy ngay trong đám cưới. Vì để phá vỡ lời nguyền này, cô đã đến tìm Ali để xin được tha thứ. Nhưng anh lại đưa ra một điều kiện, nếu cô làm việc trong nhà hàng của mình một tháng thì sẽ được tha thứ. Anh còn tưởng một người kiêu ngạo như Lisa sẽ không chấp nhận chuyện này, không ngờ cô lại không chút do dự mà đồng ý. Ngày đầu tiên đi làm mà Lisa đã bị hỏng xe, lúc đó trời lại còn đổ mưa lớn. Khi cô đến được nhà hàng thì cả người đã ướt như chuột lột. Cô vội vàng giải thích lý do cho Ali, không những vậy còn bất cẩn gây thêm rắc rối cho anh. Cô sợ anh sẽ không tha thứ cho mình, liền không ngừng hứa lần sau sẽ không dám đến muộn nữa. Nhưng Ali lại lấy ra một bản hợp đồng. Sau khi Lisa cẩn thận đọc hợp đồng, ôi mẹ ơi, cô không những phải thức khuya dậy sớm, lại còn bất kể khi nào Ali gọi cô đều phải có mặt. Thế này có khác gì bóc lột sức lao động của người khác đâu. Cô lập tức từ chối anh. Sau này cô có gặp đen đủi thì cũng tự chịu nhé. Đừng trách tôi không giúp được gì cho cô. Vì tương lai của mình, Lisa đành chấp nhận ký vào bản hợp đồng. Trong lúc cô làm việc tại nhà hàng, vô tình bị tài xế của gia đình bắt gặp và bị anh ta chụp lại. Cô vất vả làm việc cả ngày cuối cùng cũng sắp được tan làm, vậy mà còn bị Ali bắt ở lại để tăng ca. Hai người mua rất nhiều nguyên liệu về nhà, vì để đảm bảo tính cạnh tranh của nhà hàng mà ngày nào Ali cũng phải tìm ra công thức món ăn mới. Điều này khiến Lisa đã hiểu được vì sao anh lại thành công đến vậy. Hôm sau cô đang làm việc đã gặp một tên khách biến thái. Ali nhìn thấy toàn bộ sự việc, liền không hề khách khí mà đuổi thẳng tên biến thái đó ra ngoài. Thấy anh quan tâm mình như vậy, cô rất vui vẻ mà mỉm cười.
Ali lo lắng cô sẽ tủi thân mà đã tự tay làm đồ ăn cho cô. Lisa ăn thử và khen rằng nó rất ngon. Anh nhẹ nhàng lau đi nước sốt còn dính trên môi cô. Lúc này Lisa đã chủ động nhắm mắt lại. Anh cũng chuẩn bị tiến tới hôn cô. Nhưng lúc đó, bố của Lisa lại tìm đến nhà hàng của Ali. Ông không nỡ để con gái rượu của mình phải làm bồi bàn trong nhà hàng. Sau đó ông liền bắt cô đi về. Ali lại đuổi theo kéo cô lại. Nếu cô ấy không muốn rời đi thì không ai được phép bắt cô ấy rời khỏi nhà hàng này. Vào khoảnh khắc này, Lisa thấy anh vô cùng quyến rũ. Sự xuất hiện của một luật sư đã làm gián đoạn cuộc tranh cãi giữa Ali và bố Lisa. Bởi vì nhà hàng này đã thanh toán chậm tiền thuê mặt bằng nên bây giờ nhà hàng này sẽ bị lấy lại. Sau khi bố Lisa chế nhạo anh, liền cương quyết đưa cô đi về. Tập phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.